Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Duy Khải em ơi. Và lần này thì Khải sẽ soi đồ tiếp tục cho anh em xem. 81 ghẹn áo thì anh em có xem trên kênh YouTube Khải thì anh em cũng biết rồi. 81 ghẹn áo là một kênh YouTube của thằng em của Khải. Khải mới tạo một cái kênh cho thằng em nó hoạt động cũng như là nó livestream và làm dừng kỳ. Và đây sẽ đồ của ghẹn áo cho anh em xem sơ qua nha. Hôm nay thì ghẹn áo được top 5 tống kim, 156 mạng và 60 nửa sơ và tử vong 21. Và anh em cùng xem set đồ này nè. Thì đầu tiên là cái bóng này. Cái bóng này thì tóc 30, sát thương 37, sát thương 61% và 22 kháng độc, cũng tương đối khá là đẹp. No 1 của cái bóng rồi. Cái bóng này hồi xưa anh AK anh mua 3 triệu hơn đó nè. Anh đưa cho ghẻ cầm. Đó cũng là AK anh đưa đồ cho anh em xài. Và một cái nón kim. Nón kim này thì vài 2-3 kim. Giá chiên này mua 3 kim. Áo này thì ép khoảng tầm 4 kim. Đai lưng này thì ép xịt anh em ạ, rất đen. Đai lưng này ép cũng mất mười mấy kim đó, gần 1 triệu mà ép xịt, rất đáng tiếc. Đôi giày thì ép khoảng tầm 3 kim. Và tay này khăn lôi thì vài trăm xu, chưa đến 1 kim. Nhẫn thì 23-20, nhẫn này khá cho mượn xài. Nhẫn 540 này thì mua khoảng tầm 1-2 kim. Bội khăn lôi 30. Hiện tại này đang có cho mình một kỹ năng từ vị phong. Và hai điểm càng khôn là 3 cấp. Cái này đang được 3 cấp kỹ năng. Và đang sử dụng con ngựa bình thường thôi. Chung thì set đồ này thì để mà nói thì giá trị nhất vẫn là cái bóng nô 1, cái bóng này 30-37. Đó, cũng khá là đẹp. 3 triệu cái bóng hơn. 3 triệu cái bóng này và set đồ này thì tương đối cũng tầm hơn hơn 1 triệu rưỡi nữa. Hơn 1 triệu rưỡi nữa thì set đồ này tương đương gần 5 triệu anh em. Set đồ này so với hiện tại thì set đồ này tương đương gần 5 triệu Việt Nam đồng. Đó chỉ mới tính đồ nha anh em, chưa tính cái ạc như thế nào nha mọi người. Đó. Rồi, anh em xem video thì đừng quên đỡ lại cho ghẻ 81 của mình một like và chia sẻ cho nha anh em ơi. Đó, hiện tại này thì cái băng bóng anh em khá là trâu bò luôn. Được 3 kỹ năng. Rồi, chúc anh em xem video vẻ, đừng quên đỡ lại cho Khải một đăng ký kênh và nhấn vào chuông theo dõi Khải nha anh em ơi. Và anh em nào có thích thì có thể ghé vào kênh YouTube ghẻ 81 của mình, ủng hộ ghẻ một view cũng như là đăng ký kênh ủng hộ ghẻ giúp Khải nha anh em ơi. Chúc anh em một buổi xem video vui vẻ nha.